Một số câu hỏi thật cao mà từ trước đến nay chưa ai hỏi. Một ông Lương Văn Hảo, sinh năm 1942, tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, cư ngụ tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Kính thưa trưởng ban, tôi đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình quá hay. Từ trước đến nay chúng tôi chưa thấy nơi nào đề cập đến. Tôi có thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải đáp cho. Thành thật biết ơn nhiều. Câu hỏi như sau: Ngài Ananda là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài được mang danh là nhớ sai bậc nhất, cũng được gọi là người có cái đầu chứa đựng nhiều nhất. Được biệt tài như vậy, sao không nhận được chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, nơi tâm mình, mà phải đợi đến ông Mahakasip dạy, ông mới ngộ đạo và được truyền thiền? Trưởng ban trả lời cho ông Lương Văn Hảo: Thưa cụ Hảo, cụ hỏi được như vậy chứng tỏ rằng cụ đã xem sách viết về thiền học rất nhiều, nên hỏi đến chỗ cao xa như vậy. Theo nguyên tắc thiền học, người nào muốn nhận ra yếu chỉ Phật ngôn, người đó tâm phải ở trạng thái thanh tịnh nhưng phải hằng chi thì mới nhận được. Còn Ngài Ananda không giác ngộ yếu chỉ Phật ngôn là vì lý do như sau. Tâm Ngài Ananda như là cái kho chứa ngôn từ, chữ nghĩa, do đó cái kho thanh tịnh của Ngài Ananda bị các kiến thức của trần gian này che khuất nên không nhận ra được. Ông Lương Văn Hảo hỏi tiếp: Thưa trưởng ban, đầu ông Ananda như là một cái kho, cứ sao sau này ông lại nhận được yếu chỉ Phật ngôn nơi Ngài Mahakasip? Trưởng ban trả lời: Quả thật cụ hỏi rất hay. Đây là chỗ bí mật trong nhà thiền mà thường thường các vị thiền sư hay những vị thiền gia gọi là bí mật thiền tông. Tôi trả lời cho cụ nghe đoạn này cũng có nghĩa là tôi đem hết những bí mật thiền trong nhà Phật trao lại cho ông. Ông cố gắng nắm lấy, nhưng tôi có lời khuyên ông như sau. Người nào biết được chỗ cao tột này, không bừa bãi đụng đâu nơi đó, thì coi chừng thân mạng mình đó. Vì vậy Đức Phật dạy, người nào nhận được chỗ bí mật này chỉ được phép nói lại cho người sau đây biết thôi. Người nào thật tình muốn biết chỗ sâu kín thiền học để tu thì mới được phép chỉ người này. Còn người học hỏi để công kích người khác thì không được nói. Sở dĩ hôm nay tại đây có 6 người, tất cả đều được truyền bí mật thiền tông. Riêng chỉ có mình ông là chưa được truyền thiền. Nhưng vì ông có cái đặc biệt là nghiên cứu thiền học rất sâu. Hơn nữa, ông muốn hỏi để tu vượt ra ngoài tam giới. Do đó, tôi xin trả lời cho ông như sau. Tôi xin nhắc lại sự việc mà ông Ananda đạt được bí mật thiền tông như sau. Ông Ananda chậm rãi hỏi ông Mahakasip: Bạch sư huynh, Như Lai trao cho sư huynh Y Kim Lang bát ăn cơm và gói kệ huyền ký, còn có trao cho sư huynh cái gì nữa không? Ông Mahakasip biết gã này không chịu sống với tánh Phật của chính mình mà sống với tánh người tìm vớ vẩn bên ngoài. Ông Mahakasip không trả lời mà dùng thuật tiếng gọi để ông Ananda nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính ông. Nên ông Mahakasip gọi thật lớn, cốt yếu để ông Ananda không kịp suy nghĩ mà nghe bằng tánh thanh tịnh Phật tánh. Nên ông gọi: Này ông Anan. Anan: Dạ. Ông Mahakasip nói: Ông coi chừng cây phướn trước chùa ngã. Ông Ananda không kịp suy nghĩ liền dạ. Cái dạ không suy nghĩ đó, tự nhiên ông Ananda được rơi vào chỗ thanh tịnh Phật tánh và sống trong Phật tánh rất lâu. Khi ông Ananda trở lại sống với tánh người của chính ông liền cảm ơn ông Mahakasip. Ông nói: Kính thưa sư huynh, nhờ sư huynh dùng diệu thuật tiếng gọi nên đệ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đệ sống trong đó rất lâu. Bây giờ đệ mới biết trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là nơi 10 phương chư Phật ở. Mục đích chúng ta tu giải thoát là trở về đây. Đệ nhớ lại ngày trước, sư huynh Xá Lợi Phất được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, có trình với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ấn chứng cho sư huynh Xá Lợi Phất, nhưng đệ không cảm nhận được gì. Hôm nay, đệ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, đệ biết rõ ràng. Vì vậy, câu dạy của Đức Thế Tôn, trong 49 năm thuyết pháp, Như Lai chưa hề nói ra một lời nào. Nay, đệ mới hiểu lời của Đức Thế Tôn nói câu ấy. Ông Mahakasip nói với ông Ananda: Này ông Ananda, ông được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, trong ấy như thế nào? Ông hãy nói lại cho sư huynh nghe coi, có đúng là ông được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh không? Ông Ananda không trình với sư huynh mình trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh như thế nào, mà ông nói bài kệ 64 câu diễn tả sự đạt được bí mật thiền thanh tịnh của chính mình. Bài kệ 64 câu như sau: Để nghe tiếng gọi sư huynh, nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài. Tiếng nghe đi khắp trần ai, tiếng nghe vang rền đi khắp núi sông. Lòng đệ trống rỗng như không, tất cả vật lý đệ không thấy gì.
Thiền Thanh sao quá diệu kỳ, tánh nghe thanh tịnh không chi dính mình. Vì vậy đệ cứ lặng thinh, để cho mặc tình vật lý trôi lăn. Bao năm đệ cứ lăn xăn, đi tìm chân tánh, lăn theo luân hồi. Huynh ơi, đệ đã ngộ rồi, nghe trong thanh tịnh luân hồi không theo. Thiền Thanh bí mật nghe theo, nghe mà thanh tịnh không theo luân hồi. Tánh nghe thanh tịnh vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình. Đệ xin cảm ơn sư huynh, huynh dùng diệu thuật độ mình đệ thôi. Xưa kia đệ nghĩ xa xôi, dụng công tìm kiếm luân hồi cứ theo. Huynh đưa đệ đến hiểm nghèo, ép vào thanh tịnh đệ rơi về nguồn. Rơi vào thanh tịnh lệ tuôn, nhận ra những thứ không buồn chỉ vui. Đệ nay đã hết ngậm ngùi, chỉ sống thanh tịnh và vui trong lòng. Không cần cầu khẩn thần thông, mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình. Chân thật cảm ơn sư huynh, phước đệ quá lớn nhận lời Thiền Tông. Phước lớn dù đầy núi sông, cũng không sánh được Thiền Tông Phật truyền. Nhìn lại đệ có đại duyên, vì vậy Phật dạy truyền thiền cho em. Hoa sen sáng rực hơn đèn, trước kia không biết tìm sen tu thiền. Đệ nay đã hết đảo điên, sư huynh truyền thiền làm tổ thứ hai. Hôm nay đệ nhận căn tai, nhận được cười hoài như di lạc vui. Huynh ơi, đệ rất mừng vui, nhận được tổ vị đệ vui rất mừng. Đệ xin truyền tiếp không ngừng, để môn thiền học cùng còn thế gian. Như vậy đệ mới được an, nghe lời Phật dạy gian nan cũng đành. Pháp môn thiền học không tranh, không tìm không kiếm không tranh được nào. Thiền Tông vị trước truyền sau, để môn thiền học không sao phai mờ. Lòng đệ hiện tại bây giờ mong tìm được người để chờ thuyền sang. Vị nào nhận được bình an, ngộ được thiền học rõ ràng là thiêng. Giúp người sau tiếp truyền thiền, đáp đền Đức Phật để yên trong lòng. Lòng đệ mới được thông dong, cũng nhờ huynh trưởng diệu song thuật truyền. Đệ nay nhớ lại lời thiêng, Phật bảo truyền thiền đệ tổ thứ hai. Hôm nay đệ ngộ căn tai, pháp thiền thanh tịnh còn hoài thế gian. Ông Lương Văn Hảo nghe trưởng ban giải thích câu hỏi của mình, ông đã rõ thông, hết sức vui và cảm ơn trưởng ban. Những người có mặt ai ai cũng rõ thông câu hỏi này. Cụ Triệu Thúy Phương sinh năm 1924 tại Thừa Thiên Huế, cư ngụ tại thành phố Los Angeles, Mỹ hỏi: Đức Phật dạy nơi kinh Hoa Nghiêm, trong 49 năm ta chưa hề nói một câu, một chữ, một lời nào. Sao những đệ tử lớn của Đức Phật kết tập những lời của Đức Phật dạy rồi viết ra thành những bộ kinh như hiện nay? Xin Thầy giải rõ ý Đức Phật nói là như thế nào. Trưởng ban trả lời: Phần câu này Đức Phật nói, người học kinh nhà Phật phải hiểu căn bản có hai ý, tánh và tướng như sau. Về tánh, Đức Phật nói là trong 49 năm ta chưa hề nói một câu nào. Đây là Đức Phật nói chỗ tánh chân thật của mỗi người. Vì sao? Vì tánh chân thật của mỗi người nằm ngoài sự hiểu biết của tri thức trần gian này, không dùng ngôn ngữ của thế giới này mà nói đến được. Do đó, Đức Phật phủ nhận lời của Ngài để mọi người nhận ra cái chân thật của chính mình. Ai nhận ra được lời dạy này, người đó hiểu lời Đức Phật dạy, tức ngộ đạo. Cũng gọi là Đức Phật chỉ cái tánh chân thật của mỗi người là không dùng ngôn ngữ của trần gian này để nói. Về tướng, trong các kinh điển hiện giờ, chúng ta được đọc, các ngài dùng những ngôn từ và hình ảnh của trần gian này để cho ai muốn tu theo lời của Đức Phật dạy, nương theo đó mà tu để được giác ngộ và giải thoát. Những quyển kinh giống như ngón tay chỉ mặt trăng vậy. Xin lưu ý cụ chỗ này. Cụ phải hiểu, các kinh nhà Phật hiện nay được xếp vào loại tướng thế gian. Vì đây là tướng thế gian nên là phương tiện để cho chúng sinh hồi đó cũng như hiện nay nương theo lời dạy của Đức Phật mà tu tập hay tu hành. Tôi xin nói rõ, cụ đừng cho kinh điển của Đức Phật dạy là chân lý, mà chân lý là thứ không dùng ngôn ngữ của trần gian này nói đến được. Người tu đạt được chân lý rồi, chỉ cần mái động niệm thật nhỏ khởi lên thôi là chân lý liền bị che khuất ngay. Cụ Triệu Thế Phương nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 3. Nhà văn Đinh Thắng Toàn sinh năm 1952 tại Phú Thọ, cư ngụ tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga, hỏi hai câu rất đặc biệt. Kính trưởng ban, tôi xem sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, nghe trưởng ban giải thích về thiền học rất đặc biệt. Tôi có hai thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải thích cho. Cảm ơn. 1. Người tu mà muốn giải thoát, chúng tôi chưa thấy sách nào đề cập đến. Nhưng sao trưởng ban khẳng định là nếu hành đúng theo sách chỉ dẫn sẽ được giải thoát, có chắc đúng như vậy không? 2. Giác ngộ. Hành đúng như trong sách viết có chắc chắn giác ngộ được không? Căn cứ vào đâu mà trưởng ban khẳng định như vậy? Xin trưởng ban giải thích. Thành thật cảm ơn. Nhà văn hỏi mà giọng rất gay gắt. Trưởng ban trả lời. Kính thưa nhà văn Đinh Thắng Toàn,
Sự thật hai câu hỏi của ông, người bình thường vừa nghe qua như là rất khó. Nhưng người hiểu về thiền tâm học, hai câu hỏi của nhà văn lại quá dễ. Đối với thiền học, vị nào nghiên cứu kỹ lời dạy của Đức Phật trong các kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa, thì hai câu hỏi của ông rất dễ trả lời. Trưởng ban hỏi lại nhà văn Đinh Thắng Toàn, về giải thoát, ông hiểu như thế nào là giải thoát? Về giác ngộ, nhà văn hiểu như thế nào? Nhà văn Đinh Thắng Toàn nói, giải thoát là vượt ra ngoài sinh tử, giác ngộ là có thần thông. Trưởng ban cười và nói, hiểu như vậy là chưa nắm vững về thiền tâm học của nhà Phật, cũng như các kinh điển Đại Thừa, ông chưa hiểu. Tôi xin giải thích rõ cho ông hiểu. Câu 1, giải thoát theo Đức Phật dạy gọi là không dính mắc. Tôi đưa ra ví dụ như sau. Bình thường, ông thích cái gì hay vật gì, không được thì buồn, còn được rồi thì phải giữ lấy, tức dính mắc. Nếu vật sở hữu của mình bị hư hay bị mất đi, mình rất buồn và sầu khổ. Đức Phật dạy, người tu theo thiền tông nhà Phật, đối với những gì mà mình sở hữu, còn thì mình sử dụng, một mai hay hoàn cảnh nào đó nó xa lìa, coi như là duyên số vật ấy ở với mình đã hết rồi vậy. Cũng có nghĩa là tâm ông vô trụ đối với vật ấy, hay nói rõ hơn, tâm ông không dính mắc với vật ấy, không dính mắc là đã giải thoát rồi. Khi người có tâm giải thoát, ở hoàn cảnh nào cũng rất an nhàn, thảnh thơi. Đó là tu theo đạo thiền vô trụ, cũng gọi là đạo giải thoát của nhà Phật. Câu 2, còn giác ngộ, ông hiểu như vậy đối với thiền tâm học lại bị sai nữa. Tôi xin trả lời như sau, chữ giác ngộ là tiếng của người Trung Hoa, còn tiếng Việt Nam chúng ta gọi là hiểu biết, mà hiểu biết đến chỗ tận cùng của mọi sự, mọi vật gọi là giác ngộ. Phần này, chúng tôi xin đưa ra ví dụ căn bản sau đây. Như có ai đó bày chuyện này hay chuyện nọ để nói lên một việc gì đó mà còn nằm trong sự cuốn hút của vật lý trần gian này. Người tu theo thiền tông, họ nắm vững về nguyên lý trong tam giới này, nên họ biết người nói đó không nói đúng với lẽ thật, tức người này đã hiểu biết đến chỗ chân thật, cũng đồng nghĩa là người đó đã giác ngộ rồi. Xin nói thật rõ hơn, giác ngộ là hiểu biết, chứ không phải có thần thông. Nhà văn Đinh Thắng Toàn lại hỏi thêm hai câu. Câu 1, tôi thấy trong sách viết, tu đúng theo lời của Đức Phật dạy sẽ được vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Vậy lời này, sách nào ghi? Câu 2, nếu người đọc sách mà hành đúng sẽ được thành công, có đúng như vậy không? Trưởng ban trả lời, câu 1, có nhiều kinh sách nói, nhưng tôi xin chứng minh nơi kinh A-di-đà Đức Phật dạy. Niệm Phật từ 3 đến 5 hay 7 ngày mà tâm luôn lúc nào cũng nhớ đến Phật thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Sở dĩ hiện nay người tu không thành tựu được là vì họ làm sai lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Đức Phật Thích Ca dạy niệm Phật mà không chịu niệm Phật mà lại kêu tên Đức Phật A-di-đà. Chúng tôi xin nói rõ, niệm là nhớ mà phải nhớ nơi mình. Phật là giác, cái giác của chính mình. A-di-đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, là ba cái vô lượng của chính mình. Nếu chúng ta thực hành liên tục như ba phần nói trên, không cần phải đến 3 hay 7 ngày, mà chỉ cần một ngày thôi cũng có kết quả rồi. Sở dĩ chúng ta tu hết năm này, hết tháng nọ mà không được thành tựu là vì chúng ta làm sai lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, không chịu quay lại nhớ ông Phật của chính mình mà cứ cắm đầu kêu tên Đức Phật A-di-đà, thử hỏi làm sao thành tựu được. Câu 2, phần này chúng tôi cam đoan là sẽ thành công. Vì sao chúng tôi dám quả quyết như vậy? Vì đạo thiền tông Đức Phật dạy sau cùng nơi cõi ta bà này là dẹp bỏ tất cả những pháp môn tu hành nào mà còn bị vướng mắc của trần gian này. Do đó, vị nào dám thực hành đúng sẽ có kết quả rất nhanh. Xin lưu ý, người nào đọc sách thiền mà bị lực hút của sách, chắc chắn vị đó không cần phải đọc 5 hay 7 lần, chỉ cần đọc một lần hoặc lần thứ hai là đã ngộ lý thiền rồi. Chúng tôi xin nói rõ về ngộ thiền có các thứ bậc như sau. Đọc mà hiểu chủ trương của pháp môn thiền tông học là không sử dụng bất cứ phương tiện gì trong vật lý, gọi là giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Đọc mà giải thích được tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy, cũng như những lời ẩn ý hay không ẩn ý của Ngài, gọi là đạt được bí mật thiền tông. Vị nào được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, vị đó Đức Phật gọi là đã được về quê xưa của mình. Trên đây là ba căn bản người tu theo pháp môn thiền tông phải hiểu. Nhà văn Đinh Thắng Toàn nghe trưởng ban giải thích quá rõ ràng, ông hết sức vui mừng và cảm ơn. 4. Luật sư Lê Quang Chánh, sinh năm 1955, tại Vĩnh Long, cư ngụ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hỏi. Trưởng ban giải thích như vậy, người tu theo pháp môn thiền tông không được tập trung đông người, nhưng sao hiện tại chúng tôi thấy có vị tập trung đông người, nói mình cũng dạy pháp môn thiền tông.
Vậy thiền tông vị ấy dạy có đúng là thiền tông chân thật không? Trưởng ban trả lời, phần này tôi xin nêu rõ ràng để những vị muốn tu theo thiền tông, muốn giác ngộ và giải thoát phải biết Đức Phật dạy, riêng loài người ở nơi thế giới vật lý này cấu tạo bằng tứ đại, ẩn trong tứ đại có hai phần như sau. Phật tánh là nhân của tánh người. Tánh người bao phủ Phật tánh mà tánh người cấu tạo bằng 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thủy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ngoài cùng của 16 thứ tánh người được phủ lên 8 muôn 4.000 màu sắc của điện tử âm dương nữa. Do đó, tánh Phật khi thấy, nghe, nói và biết phải xuyên qua lớp thứ nhất là tánh người. Sau đó, phải xuyên qua lớp thứ hai là ảo giác của bóng điện tử âm dương. Vì vậy, bất cứ ai là con người thì bắt buộc phải sống với tánh người. Tánh người gọi là tánh phàm phu. Đã là phàm phu thì làm sao biết chân thật được. Do vậy, người khôn thì bịa ra những việc không thật để lừa người ngu. Người ngu mới làm tôi tớ cho người khôn. Đó là quy luật của thế giới loài người. Do đó, Đức Phật dạy người tu theo pháp môn thiền tông. Đầu tiên là phải hiểu 6 căn bản như sau. 1. Phải biết tánh người của mình là gì. 2. Tánh Phật cấu tạo ra sao. 3. Giác ngộ là giác cái gì. 4. Giải thoát bằng cách nào. 5. Phải biết đường đi của giải thoát. 6. Một vị Phật sinh ra như thế nào. Người tu theo thiền tông đạo Phật, nếu không biết 6 căn bản nói trên, ngồi đó dụng công tu 1.000 năm cũng ở yên tại chỗ. Bất cứ ai tu theo thiền tông tập trung đông người là có ý lừa người đến để họ cúng tiền và được danh, chứ không phải là dạy tu thiền tông thật. Luật sư Lê Quang Chánh nghe trưởng ban giải thích rõ ràng, ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 5. Ông Lương Thái Tuệ, sinh năm 1951, tại chợ lớn, cư ngụ tại đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh hỏi, tôi tu niệm Phật A-di-đà được 10 năm, tình cờ tôi có đọc sách viết về thiền tông học của tác giả Nguyễn Nhân. Thầy có dạy, tu theo thiền tông, nếu ai mong thấy Đức Phật bên ngoài hiện nơi tâm mình là tà. Vậy, những người tu niệm Phật như chúng tôi, nếu khi niệm Phật mà thấy Đức Phật A-di-đà là tà sao? Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời, đúng như vậy. Đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi Kinh Kim Cang. Đức Phật dạy, ai tu theo đạo của ta, thấy hình ảnh của ta, tức sắc mà cầu ta, nghe tiếng của ta, âm thanh mà cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thấy Như Lai mà chỉ thấy ma. Ông Lương Thái Tuệ nghe trưởng ban đọc 4 câu kệ trong Kinh Kim Cang, ông liền giác ngộ và biết tu theo đạo Phật. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 6. Cụ ông Lâm Quý Thanh, sinh năm 1929 tại Huế, cư ngụ tại Hóc Môn hỏi, tôi tu mật chú tông được 6 năm, mỗi lần dụng công niệm mật chú được 10 phút, tôi nghe thân tâm mình rất an vui và thấy những cảnh trong tâm rất đẹp. Tôi thường hay khoe với những người bạn là tôi tu đã đến cảnh giới ấy. Ai cũng khen tôi là tu có kết quả theo pháp môn mật chú tông. Khi tôi được người bạn tên Trần Thế Lâm cùng tuổi tặng mấy quyển sách của tác giả Nguyễn Nhân viết về thiền tông học do thầy giảng giải, con người tôi dường như bị đảo lộn tất cả. Hôm nay tôi xin hỏi thầy, như vậy pháp môn tu mật chú tông chẳng lẽ là tu không đúng với chánh pháp của Như Lai dạy sao? Trưởng ban hỏi lại cụ Lâm Quý Thanh, cụ tu theo đạo Phật mục đích chính của cụ là gì? Cụ Lâm Quý Thanh trả lời, tôi tu theo đạo Phật cốt là để giác ngộ và giải thoát. Trưởng ban hỏi tiếp, cụ muốn giác ngộ cái gì và giải thoát cái gì? Cụ Lâm Quý Thanh trả lời, tôi muốn giác ngộ lời của Đức Phật dạy, giải thoát không còn bị ràng buộc trong sinh tử luân hồi này nữa. Trưởng ban nói, cụ tu theo đạo Phật mà cụ không chịu tìm hiểu kỹ, coi tu theo đạo Phật để được cái gì? Đức Phật dạy, Phật tánh vốn là hằng thấy, nghe, nói và biết. Bốn thứ này thanh tịnh nên không bị luân hồi. Còn tánh người là tìm kiếm những thứ trong vật chất đem về để thụ hưởng. Do vậy, bị dính mắc với vật chất nên không giải thoát được. Mục đích người tu theo mật chú tông có 3 cái căn bản. 1. Khi bị bệnh, niệm câu thần chú lấy trong kinh dược sư ra niệm, tích điện từ âm dương vào thân tâm của mình. Khi đầy, bùa ra chỗ đau. Người bệnh được hết đau được vài ngày, sau đó bệnh lại tái phát. Muốn hết bệnh nữa phải làm tiếp. 2. Ai bị bệnh tà ma bùa ngãi, sử dụng câu thần chú trong kinh Thủ Lăng Nghiêm để niệm cũng làm như phần thứ nhất. 3. Ai bị bệnh buồn rầu, sử dụng câu thần chú của kinh Đại Bi cũng làm như phần thứ nhất. Nói tóm lại, pháp tu mật chú tông Đức Phật dạy cho 2 hạ người, làm thầy để làm 3 việc nói trên. Người ngoài đời thích có hiện tượng lạ, nói về giải thoát hoàn toàn không giải thoát được. Vì sao vậy? Vì tu dính mắc với vật lý mà giải thoát cái gì? Vừa nghe trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu giải thích pháp tu mật chú tông,
Cụ Lâm Quý Thanh mới hiểu lối tu của mình không thể giải thoát được, nên cụ có trình với trưởng ban như sau: mấy mươi năm tôi dụng công tu mật chú, đạt được những thành tựu mà tôi cho là quá cao siêu. Nay đến đây, nghe trưởng ban nói pháp môn tu mật chú là còn đi trong luân hồi của vật lý. Như vậy, tôi mới giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Tôi trình 16 câu kệ ngũ ngôn để xin trưởng ban kiểm chứng. Mấy mươi năm tu mật mới biết mình tu chật, nhưng khoe mình tu hay, trưởng ban chỉ sự thật, mới biết tu chật vật chỉ là lật đật tìm, càng tìm càng thấy chật, khổ cho lão tu mật. Nghe thầy nói mấy câu, lão làm chuyện không đâu, thiền tâm không cần quán, cũng chẳng cần lại cầu, tự mình chỉ trực nhận mới thấy được hạt châu. Lão chân thành cúi đầu cảm ơn thầy chỉ dạy. Vừa nghe xong bài thơ ngũ ngôn 16 câu của cụ ông Lâm Quý Thanh, trưởng ban biết cụ đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và cụ đã đạt luôn bí mật thiền tông, nên trưởng ban nói với cụ Lâm Quý Thanh: cụ có đại duyên đại phúc nên giác ngộ được yếu chỉ thiền tông và đạt được luôn bí mật thiền tông. Chúng tôi quyết định cấp liền cho cụ giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông, và 14 ngày sau chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận cho cụ đạt được bí mật thiền tông và chính thức truyền thiền tông cho cụ. Cụ Lâm Quý Thanh hết sức vui mừng cảm ơn trưởng ban. 7. Ông Trịnh Hoàng Kiếm, sinh năm 1943, tại Gò Công, cư ngụ tại thành phố Mỹ Tho, có thắc mắc như sau nên hỏi trưởng ban. Đức Phật dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa trên núi Linh Sơn. Khi Ngài đưa cảnh hoa sen lên cho mọi người xem, ai cũng ngơ ngác, duy chỉ có ông Mahakasip nhận ra yếu chỉ lời của Đức Phật dạy. Chẳng lẽ 1249 vị còn lại, trong đó có các đệ tử lớn của Đức Phật như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ca Chân Diên, v.v. là những vị tài giỏi, sao không nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy? Trưởng ban trả lời: quả thật câu hỏi của ông thuộc vào hàng cao tột trong thiền học. Chúng tôi xin dẫn chứng các lý do như sau, ông sẽ hiểu tại sao các vị là đệ tử lớn của Đức Phật và những người có kiến thức cao lại không nhận ra ẩn ý sâu màu của Đức Phật dạy qua cảnh hoa sen. Vị nào muốn nhận ra ẩn ý của Đức Phật dạy qua vật có hình tướng, vị ấy luôn luôn lúc nào cũng phải sống trong Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Sống liên tục được như vậy, tự nhiên tánh người của người ấy bất ngờ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình. Khi đã sống trong cái thanh tịnh Phật tánh của chính mình rồi thì mình mới thật sự là thấy tánh, tức kiến tánh. Vì ông Mahakasip sống trong cái thanh tịnh của chính ông liên tục như vậy, khi Đức Phật vừa đưa cảnh hoa sen lên, ông thấy bằng tánh thấy thanh tịnh của chính ông, nên ông lập tức cười. Phần này cụ nên tìm đọc quyển Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Chúng tôi có giải thích rõ ràng. Tôi xin nói cho cụ rõ, người sống trong thanh tịnh của chính mình thì có mấy thứ như sau: không hơn thua. Vì sao vậy? Vì là thanh tịnh nên 16 thứ tánh người không khởi lên. Khi sống hoàn toàn trong thanh tịnh thì có cái lợi: tất cả những việc bên ngoài dù có đến với mình coi cũng như không có, tuy không có mà lại diệu dụng vô cùng. Tôi đưa ra sự việc như sau: hồi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật được vua Ba Tư Nặc mời đến hoàng cung để cúng dường. Vua Ba Tư Nặc mải mê đánh cờ với các thầy tu tà đạo nên quên đi việc cúng dường của ngài. Người giữ ngựa thấy Đức Phật đói liền lấy lúa của ngựa ăn, nấu cơm dâng cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật cứ tự nhiên ăn. Các đệ tử của Đức Phật thấy Đức Phật ăn như vậy, vị nào cũng khóc. Đức Phật hỏi: tại sao các ông lại khóc? Ông Ananda thưa: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con ăn gì cũng được, riêng Đức Thế Tôn là vị Pháp Vương vô thượng, là vị giáo chủ trong cõi ta bà này, cũng như trong tam giới này không ai bằng Đức Thế Tôn được. Đức Thế Tôn là thầy của các cõi trời và làm thầy trong cõi nhân gian này. Đức Thế Tôn ăn lúa của ngựa ăn, chúng con thấy thương quá nên chúng con khóc. Đức Phật liền gọi ông Ananda đến ngồi kế bên rồi tự tay ngài nhúm lấy nắm cơm trực tiếp đút cho ông Ananda ăn. Ông Ananda bật khóc lần thứ hai dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Đức Phật hỏi ông Ananda: tại sao ông lại khóc nữa? Ông Ananda bạch cùng Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, từ khi chúng con theo Đức Thế Tôn học đạo, lần thứ nhất con khóc là vì con nhận ra ý sâu màu của Đức Thế Tôn dạy nơi kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con có thệ nguyện rằng dù hư không này có hư hoại, nhưng lòng kiên cố của con tin lời Đức Thế Tôn dạy không bao giờ thay đổi. Như Lai đã ấn chứng cho con nên con khóc. Còn hôm nay con ăn miếng cơm mà nấu từ lúa của ngựa ăn, mùi vị của miếng cơm này quá ư là tuyệt ngon mà con chưa hề nếm được trong trần gian này, nên con cảm động mà khóc. Đức Phật liền nói với ông Ananda và những người có mặt: này ông Ananda và các đệ tử có mặt tại nơi này, sở dĩ hôm nay Như Lai ăn bữa cơm này có 3 lý do như sau. Thứ nhất,
nhân quả mà Như Lai phải trả ở cõi Ta Bà này. Vì đời trước, Như Lai là vị trường giả, có lần cho vua Ba Tư Nặc ăn cơm bằng lúa của người ăn, nên hôm nay Như Lai phải trả quả này. Thứ hai, chứng minh khi một người tu đã được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác rồi, thì phước báo của người chứng ấy trong thế giới này không có gì bằng được. Để chứng minh phước báo của một vị Phật, nên Như Lai cho ông Ananda ăn miếng cơm tầm thường này. Nhưng Như Lai đã chuốc phước của Như Lai vào trong miếng cơm ấy, để ông Ananda cảm nhận được phước báo tuyệt diệu của Như Lai. Chứ nếu Như Lai không chứng minh thực tế phước báo này, các ông sẽ không tin. Đức Phật dạy thêm, một vị đã thành Phật rồi, dù người đó có uống thuốc độc cũng không sao, tức muốn biến thuốc độc thành nước cam lồ cũng được, hay muốn cho thuốc độc tàn phá cơ thể vật lý trần gian này cũng được. Thứ ba, Như Lai sẽ độ vua Ba Tư Nặc này, không tin những lời tà ma ngoại đạo nữa. Vì khi Như Lai dùng bữa cơm này xong, chư thiên sẽ cuồng mắng nhà vua, làm nhà vua thức tỉnh đến sám hối với Như Lai. Sau đó Như Lai sẽ dạy nhà vua tu theo pháp môn thiền thanh tịnh để không còn bị ma ám nữa. Ông Ananda nghe lời Đức Phật chứng minh và dạy như vậy, vui mừng hết sức cảm ơn Đức Phật. Các vị đi theo Đức Phật cũng vui theo. Đúng như lời Đức Phật dạy, sau đó vua Ba Tư Nặc bị chư thiên cổ trách, nhà vua liền đến trước Đức Phật sám hối, được Đức Phật dạy pháp môn tu thanh tịnh thiền. Từ đây nhà vua không còn tin những lời tà mị nữa, luôn lúc nào cũng hành thanh tịnh thiền và tôn kính Đức Thế Tôn. Ông Trịnh Hoàng Kiếm nghe trưởng ban kể mà say sưa ngồi nghe, khóe mắt ông đầm đìa lúc nào mà ông không hay biết. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. 8. Ông Trương Huyền Khánh sinh năm 1945 tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, cư ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hỏi một loạt 5 câu như sau. 1. Trong các luận của Tổ sư Thiền dạy, ai muốn cho Phật xuất hiện tâm mình phải thanh tịnh là thanh tịnh làm sao? 2. Người dụng công tu làm sao Phật tánh hiện ra được? 3. Người muốn làm Phật tử phải như thế nào? 4. Tứ đại luôn luôn bị luân chuyển tức luân hồi, cớ sao trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy tứ đại là hằng thường và thanh tịnh? 5. Thiền sư Đức Sơn nói, các ông tu theo đạo Phật đừng để cho Đức Phật và các vị tổ sư lừa mình. Tại sao Thiền sư Đức Sơn lại có lời nói xúc phạm như vậy? Trưởng ban quản trị chùa trả lời cho ông Trương Huyền Khánh. Câu thứ nhất, Phật tánh xuất hiện, đây là các vị thiền sư dạy cách tu thiền thanh tịnh. Có nghĩ như sau, khi người tu thực hành tâm tự nhiên thanh tịnh mà hằng chi rồi, tức không còn bị các vọng tưởng lao sao trong tâm thức của người tu nữa. Tâm vọng tưởng không còn, tức thì Phật tánh của người đó sẽ hiện ra. Cho nên các ngài nói, tâm thanh tịnh thì Phật sinh, còn bên tịnh độ các ngài dạy, tâm tịnh thì độ tịnh. Có nghĩa là khi tâm người tu thanh tịnh rồi, tức khắc tâm mình là tịnh độ đó. Còn tâm người tu mà khởi vọng lên thì tâm thanh tịnh không còn, cũng gọi là Phật tánh bị mất đi. Nên các ngài nói, tâm vọng khởi lên thì Phật liền bị diệt. Chúng tôi đưa ví dụ cụ thể về vật lý để ông hiểu thật rõ, như ly nước bị đục là vì lúc nào chúng ta cũng làm cho nó sao động. Nếu chúng ta không làm cho nó động, nước trong ly sẽ dần dần trong sáng lại ngay. Câu thứ hai, về dụng công tu hành để Phật tánh hiện ra. Đây là câu hỏi tuy bình thường nhưng lại rất khó giải đến chỗ sâu màu này. Vì chỗ sâu màu này nên các vị tu thiền họ bảo phải dụng công kiểu này hành kiểu kia để lòi ra Phật tánh. Tôi xin giải chỗ này, ông nên cố gắng lắng nghe, cơ may sẽ lãnh hội được. Phật tánh vốn là thanh tịnh, rỗng lặng và hằng chi. Phật tánh vốn là như vậy. Nếu vị nào dụng công tu hành, càng dụng công tu thì tâm mình càng bị động. Càng bị động thì Phật tánh làm sao hiển lộ ra được. Tôi xin phân tích như sau. Hiện giờ chúng ta đang sống trong sự cuốn hút của vật lý âm dương, tức chúng ta lúc nào cũng ở trạng thái động và chạy theo dòng luân hồi. Như vậy, luôn lúc nào chúng ta cũng động, nên Phật tánh không thể nào hiển lộ ra được. Đức Phật dạy, các ông muốn cho Phật tánh của chính mình hiện ra, các ông chỉ cần để tâm thanh tịnh, nhưng luôn lúc nào cũng hằng biết là đủ. Còn các ông dụng công tu kiểu này, hành thiền theo kiểu nọ, tức các ông khuấy động tâm vật lý của các ông bị động, càng dụng công càng bị động thêm, thì làm sao Phật tánh hiển lộ ra được? Vì nguyên lý này mà Đức Phật dạy vị nào tu theo pháp môn thiền thanh tịnh là không cho dụng công, là nguyên lý này vậy. Câu thứ ba, người muốn làm một Phật tử thật đúng nghĩa, người ấy bắt buộc phải nhận ra tri kiến chân thật của chính mình. Còn người không nhận ra chỉ là mang danh từ hư ảo mà thôi. Câu thứ tư, nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy tứ đại hằng thường, còn Phật tánh là vô thường. Đức Phật dạy chỗ này có ý nghĩa như sau. Tứ đại hằng thường còn, tôi xin ví dụ, như tánh nước, dù ở đâu cũng là nước, ở trong người, ở trong động vật, hoặc ở trong ao,
hồ, sông, biển đều là tánh nước cả nên gọi là thường. Tuy nước có luân chuyển tức luân hồi, dù ở đâu tánh nước vẫn là tánh nước. Vì vậy, gọi tứ đại là thường trong cái chân thường là vậy. Tánh nước có luân hồi nhưng bản chất của nước vẫn là thanh tịnh, ba đại kia cũng như vậy. Câu thứ 5, Đức Phật và các vị tổ sư lừa người tu xin giải thích như sau. Đức Phật lừa người tu hành. Như Đức Phật lừa người tu niệm Phật A-di-đà, ai muốn tu về nước của Đức Phật A-di-đà để thụ hưởng những thức ăn toàn là những thứ ngon và quý nhất. Đất thì bằng vàng ròng, còn cảnh thì rất tốt tươi xinh đẹp, chim muông toàn là những thứ chim quý như ca lân tần già, chim anh vũ, bạch hạc vân vân, tiếng hót rất hay, người nghe lòng mình được phơi phới vân vân. Đức Phật dạy, ai muốn thụ hưởng những thứ nói trên, hãy niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, mà phải niệm cho đến khi vô niệm, sẽ được Đức Phật A-di-đà rước người niệm về nước của Ngài ở. Người có lòng tham lam, ham muốn cảnh mình ở sung sướng như vậy, nên niệm cho đến khi vô niệm. Khi vô niệm rồi, cái tính niệm của mình tự nhiên tan mất. Vừa tan mất, người niệm tức khắc được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Thời khắc này, cảnh Đức Phật A-di-đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đâu không thấy. Nói đâu không thấy mà chỉ thấy không gian trùm khắp rất kỳ diệu, ăn vui lạ thường, không dùng lời của thế giới này diễn tả được. Lúc này người niệm Phật A-di-đà đã được về cội nguồn của chính mình, cũng nhờ Đức Phật Thích Ca lừa mình vậy. Còn các vị tổ sư lừa người tu, các vị tổ sư lừa người tu đặc biệt hơn Đức Phật. Như có người tu nào đến hỏi các vị tổ sư, kính thưa tổ, làm sao con nhận ra Phật tánh của con? Tổ liền đáp, ông biết gạo ngoài chợ hôm nay giá bao nhiêu không? Một câu trả lời lạc đề như vậy, ai lanh lợi sẽ nhận ra Phật tánh của chính mình. Còn bằng cố tìm ý nghĩa câu trả lời của tổ, muôn kiếp như đi tìm lông con rùa hay sừng con thỏ vậy. Vì chỗ bí hiểm này, 1.000 người hỏi, chưa chắc có một người hiểu. Để giúp cho những người có duyên lớn với Phật Pháp, chúng tôi xin giải đáp như sau. Mong quý vị cố gắng, nếu nhận ra hãy bám lấy đó mà tu theo lời dạy của tổ. Sở dĩ tổ trả lời như vậy là vì các ngài muốn cho người hỏi không thể nào suy nghĩ lời nói của các ngài được. Không suy nghĩ tức hết các vọng tưởng, hết các vọng tưởng tức người hỏi đã sống trong cái thanh tịnh của chính mình rồi. Chỉ một câu trả lời lạc địa ấy mà tổ đã đẩy người hỏi trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh lúc nào mà mình không hay. Vì chỗ quá bí hiểm này, chúng tôi xin lập lại, vị nào nhận ra chỗ này tức khắc giác ngộ ngay. Mình giác ngộ là vì nhờ các tổ lừa mình vậy. Người tu mà còn ham kiếm tìm hoặc ham dụ công thì đối với đạo thiền coi như vô phần. Ông Trương Huyền Khánh thốt lên, suốt đời tu học của tôi chưa hề nghe ai giải nói chỗ bí hiểm của Đức Phật dạy cũng như biệt truyền của các vị tổ. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban, nhiều người có mặt ai cũng vui mừng theo. Cụ Nùng Phát Nhã sinh năm 1925 tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cư ngụ tại thành phố Denver, Colorado, Hoa Kỳ, hỏi trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu như sau. Kính trưởng ban, tôi đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình từ nhỏ đến lớn chưa hề đọc được những quyển sách viết về lời Đức Phật dạy mà rành mạch như thế này. Đáng lẽ ra, chúng tôi không cần hỏi gì thêm, vì bao nhiêu lối tu hoặc cả trăm câu hỏi mà trưởng ban đã trả lời cho những vị hỏi cũng đủ cho chúng tôi tu rồi. Vì tôi ở xa hơn nữa, nay đã lớn tuổi, lần này về Việt Nam là lần chót, tôi có 3 cái thắc mắc như sau, xin trưởng ban giải đáp cho, thành thật xin cảm ơn. 1. Tu theo Thiền Tông nhà Phật xem ra rất dễ dàng, cũng dễ thực hành mà lại có kết quả rất nhanh và chính xác. Tại sao người tu theo đạo Phật không tìm hiểu pháp môn giải thoát để tu? 2. Người tu theo đạo Phật mỗi ngày lạy hàng trăm lạy hay mỗi bước đi lạy một lạy có đúng với các kinh của Đức Phật dạy không? 3. Tính ra đạo thiền rất khoa học và thực tế, lại chỉ rất rõ phương cách đưa người tu trở về nguồn cội của chính mình, cũng được xem là tinh hoa bậc nhất nơi thế giới này. Sao lại ít người nghe và hành theo như vậy? Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời 3 thắc mắc gay go của cụ Nùng Phát Nhã. Thắc mắc 1. Thưa cụ Nùng Phát Nhã, các câu hỏi của cụ tuy là đơn giản nhưng lại bí hiểm vô cùng. Chúng tôi xin nêu lên những lý do sau đây để cụ biết tại sao người sống nơi thế giới này không chịu tìm hiểu để trở về sống với nguồn cội của chính mình. Về vật chất, loài người ai cũng ham mê vật chất nên khó mà thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất nơi thế giới này. Về tinh thần, loài người ai cũng ham mê thần quyền, thích thần linh nên dính vào hai phần này. Vì vậy, họ bị hai loại người sau đây dụ dỗ. Loại người thứ nhất, họ bị ra và nói tôi là đại diện cho ông bà. Nếu ai thích giàu sang, hãy đưa tiền cho tôi cầu xin dùm cho. Ai muốn về nhà ông bà này ở cũng đưa tiền cho tôi cầu xin cho.
Vì loài người có lòng tham mà sợ nên đi cầu người này, xin người kia. Những người họ đi cầu xin đó, họ không biết giác ngộ là sao, thì làm sao họ biết đường giải thoát mà dạy lại cho người khác? Thắc mắc 2. Người tu mà mỗi ngày lạy Phật hàng trăm lạy, hoặc mỗi bước đi lại một lạy, những người này họ bắt chước theo chuyện tàu, tiết đinh sang cầu phản Lê Huê. Ý của người này muốn đem những cái lạy như vậy để cầu Phật, mong Phật động lòng rước họ về nước cực lạc ở. Còn được hay không sẽ tính sau. Họ làm vậy có người cúng tiền và khen ngợi là được. Câu thứ 3. Thắc mắc 3 này gần như trùng với câu thứ nhất, nhưng để cụ được rõ thông thêm, chúng tôi xin lập lại. Sở dĩ con người không chịu tìm hiểu sự thật để sống cũng vì lòng của họ quá tham lam mà sợ sệt. Cụ Nùng Phát Nhã nghe trưởng ban giải thích liền nói với trưởng ban: Tôi là người dân tộc thiểu số, phước báo của chúng tôi ở thế giới này không nhiều, nhưng khi đọc được sách do trưởng ban giải thích, tôi đã nhận ra được ý sâu màu của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy người sống ở biên địa, hải đảo, rừng núi vân vân là những người ít phước hơn những người ở thành thị. Nhưng nay tôi nhận được ý sâu màu hiếm có này, tôi thấy mình có phước lớn lao quá. Hôm nay tôi về đây, trước viếng chùa đặc biệt này, sau chân thành cảm ơn trưởng ban đã nói ra những ý sâu màu, những ý sâu xa mà Đức Phật đã dạy nơi cõi Ta Bà này. Cụ Nùng Phát Nhã miệng nói hơi run, còn nước mắt lại chảy ra nhiều. Trưởng ban nói: Chúng tôi nhận thấy vị nào đọc sách viết về thiền tâm học mà được dẫn giải đến chỗ cao tột, khi nhận ra được ý sâu màu của Đức Phật dạy, người nào cũng khóc cả. Theo lời Đức Phật dạy, cái khóc này là do sự cảm ngộ sâu xa lời dạy của Đức Phật mà ra. Cụ Nùng Phát Nhã hết sức vui mừng và cảm ơn. 10. Cụ ông Trịnh Thái Châu sinh năm 1940 tại Cà Mau, cư ngụ tại thành phố Cần Thơ, hỏi như sau: Hiện nay chúng tôi thấy chùa nào cũng gõ mõ tụng kinh, tu như vậy có phải là tu tịnh độ không? Trưởng ban trả lời: Như cụ đã biết, người tu tịnh độ là tu cho tâm mình được thanh tịnh. Bởi vậy trong kinh A Di Đà có dạy, người tu tịnh độ phải tu làm sao cho tâm mình được định hoàn toàn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, phải định trong cái tịnh độ chung, tức là tịnh độ nơi tâm mình. Như vậy, người gõ mõ tụng kinh không phải tu tịnh độ. Các vị tu tụng ở trong chùa được xếp như sau: Quý thầy hoặc quý sư cô tu trong chùa mà đi tụng đám để kiếm tiền được xếp vào thầy tụng. Cụ Trịnh Thái Châu hỏi tiếp: Còn các chùa hiện nay, quý thầy tụng đám coi ngày xem giờ cầu siêu cầu an vân vân, quý thầy ấy được gọi là thầy gì? Trưởng ban trả lời: Thầy tụng đám gọi là thầy cúng, thầy coi ngày xem giờ gọi là thầy bói, thầy cầu siêu cầu an gọi là thầy cầu. Cụ Trịnh Thái Châu lại hỏi tiếp: Có vị xưng mình là thiền sư nhưng họ lại đi cầu siêu, vị đó có phải là thiền sư không? Trưởng ban trả lời: Xét đúng lời của Đức Phật dạy, thiền sư thứ thiệt không đi làm những chuyện ấy. Mà vị nào là thiền sư thứ thiệt, họ phải hiểu tất cả các pháp môn thiền của nhà Phật và phải hiểu tất cả các pháp môn của đạo khác. Duy nhất việc làm của các thiền sư dạy và phân tích việc tu thiền của Đức Phật dạy mà phải hiểu tột cùng, nhất là thiền tâm học phải thấu triệt. Trưởng ban nói tiếp: Xin trình cho cụ rõ, từ khi Đức Phật thành lập ra giáo đoàn chỉ có 3 pháp môn tu như sau: 1. Tu thiền, quán, tưởng. Pháp môn này Đức Phật dạy 15 năm đầu được gọi là nguyên thủy, danh từ hiện nay gọi là thiền tiểu thừa. 2. Tu thiền, nghi tìm. Pháp môn tu này Đức Phật dạy vào các năm gần sau cùng được gọi là đại thừa. 3. Tu thanh tịnh thiền, để tâm thanh tịnh rỗng lặng hằng chi. Pháp môn này Đức Phật dạy 4 năm sau cùng nơi vùng núi Linh Sơn gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chính pháp môn thanh tịnh thiền này mới dẫn chúng sinh đến quả Phật được. Còn gõ mõ tụng kinh, pháp môn này do Hòa Thượng Hoa Lâm thời nhà Đường bên Trung Hoa, ngài biên soạn theo ý các kinh để cho người tu theo đạo Phật dễ nhớ mà hành theo lời Đức Phật dạy, chứ không phải để tụng. Sau này các chủ họ biến những lời của Hòa Thượng Hoa Lâm thành một pháp môn tụng. Các thiền sư gọi pháp môn tụng ấy là pháp môn trình Phật. Cũng từ pháp môn tụng này, các thầy chế biến ra để đi tụng kiếm tiền, dần dần sau này thành thói quen. Sau đó người kém bằng tức làm sai hồn nào mà mình không hay biết. Mặt khác, các chùa lấy lời kinh tiếng kệ để du ngủ lòng người cho bớt tham lam và hung dữ. Cũng kể từ ngày đó, môn tụng này được nhiều người ưa thích nên tồn tại đến ngày hôm nay. Xin nói cho thật rõ thêm, Đức Phật dạy đạo, các đệ tử ngài ghi chép lại thành kinh để dìu dắt chúng sinh trở về nguồn cội của chính mình. Cụ thử nghĩ xem, Đức Phật dạy đạo để cho mọi người biết đường về quê xưa của mỗi người. Trái lại, chúng ta không chịu làm theo lời ngài dạy mà đem lời dạy của ngài đến trước tượng xi men hay tượng gỗ, đọc cho tượng xi men hay tượng gỗ nghe. Người hiểu biết lời Đức Phật dạy, họ sẽ nghĩ gì về người đọc tụng đó như thế nào? Xin nói rõ thêm, nếu hiện giờ chúng ta bị bệnh, thầy thuốc kê toa, bảo đến nhà thuốc mua thuốc đem về nhà uống để cho hết bệnh
mà chúng ta không chịu đi mua thuốc uống, mà ngày nào cũng đem toa thuốc ấy đến trước bác sĩ đọc. Thưa ông nghĩ sao? Chúng ta là người gì? Sở dĩ hiện giờ chúng ta bị lầm lẫn việc này vì các chùa thiếu luật sư nhà Phật hướng dẫn, nên các chùa hiểu sao làm vậy. Vô tình mình tu theo đạo giác ngộ và giải thoát, mà lại không giác ngộ giải thoát cái gì, mà phải vướng mắc vào nhân quả luân hồi lúc nào mà cũng không hay. Trường Ban nói thêm, hiện nay chúng tôi hết sức buồn, thấy có nhiều vị thầy dạy đệ tử, khi có đệ tử mình có việc gì đó không may, vị thầy đến cầu phúc cho đệ tử ấy. Còn khi vị thầy bị bệnh qua đời, các đệ tử un kéo đến cũng để cầu an, cầu siêu cho vị thầy của mình. Thật là làm lần quần, là mất đi thanh cao của một vị thầy thay mặt Phật dạy lại những lời hay ý đẹp của giáo chủ mình. Vô tình biến đạo Phật thành đạo thần quyền, ưa ban phước hay cho của thiên hạ lúc nào mà mình cũng không hay, vân vân. Chúng tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều khi thấy những trường hợp như trên đã xảy ra. Trường Ban lại nói thêm, còn về coi tay, coi tướng, xin xăm, bói quẻ, ngày xấu, ngày tốt, vân vân, đó là chuyện của các thầy đồ bên đạo lão. Sự việc này du nhập vào Việt Nam khi người Trung Hoa đến Việt Nam sinh sống, họ đem theo những tín ngưỡng của dân tộc họ. Cái đặc biệt của chúng sinh, nghe ai nói gì cũng tin, cũng làm theo, mà không kiểm chứng theo khoa học. Vì vậy, hiện nay chúng ta thấy quá nhiều tín ngưỡng nơi đất nước này. Hiện nay, đầu óc con người đã văn minh tột đỉnh rồi. Có thể nói, bom hạt nhân chỉ hai nước, Nga và Mỹ thôi, cũng đủ phá địa cầu này mấy lần cũng được. Nhưng loài người không đem sự hiểu biết của mình để giúp mọi người nhận ra điều gì thật, điều gì giả dối nơi thế giới này. Đó là chúng ta nói mênh mông. Còn các vị tu sĩ của Việt Nam, cái gì làm có tiền thì làm, do đó mất đi cái tinh hoa Phật giáo hồi nào mà không biết. Uổng công cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra con đường giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh nơi cõi Nam Diêm phủ đề này. Cụ Trịnh Thái Châu nghe lời giải thích của Trưởng Ban, cụ cũng rất buồn và cảm ơn. 11. Thầy Thích Chi Hiếu sinh năm 1985 tại Long An, cư ngụ tại tỉnh Đồng Nai hỏi. Kính Trưởng Ban, tôi có đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân. Có thể nói Trưởng Ban đã mở toang cánh cửa của nhà Phật để mọi người ai thích tìm hiểu hay tu hành giác ngộ giải thoát có phương cách thực hành. Hôm nay tôi đã giác ngộ được yếu chỉ thiền tông, muốn đền đáp công ơn của sư phụ mình, nhưng không biết phải nói làm sao, vì mỗi lần mở miệng ra nói sư phụ tôi đều chửi: mày muốn tu thiền hả? Coi chừng điên đó con. Tại sao mày không chịu niệm Phật? Có ai hơn Đức Phật không mà không chịu tu theo ngài? Hôm trước tôi đến đây, Trưởng Ban có sát hạch về pháp môn thiền tông học này. Trưởng Ban xác nhận tôi đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Cũng vì muốn đền đáp công ơn của sư phụ nên nay đến đây, xin Trưởng Ban giải thích cho tôi 3 thắc mắc như sau. Xin Trưởng Ban giúp đỡ. Lý do gì mà sư phụ tôi sợ tu thiền? Sư phụ tôi nay đã 68 tuổi rồi, tại sao người tu theo đạo Phật bị sai mà không chịu tìm hiểu học hỏi để sửa cho đúng? Hơn nữa, hiện giờ sư phụ tôi thường hay bị đau yếu, làm sao giúp cho sư phụ tôi hiểu được chính pháp của Đức Phật dạy để không còn bị trầm luân trong sinh tử nữa? Kính xin Trưởng Ban giải đáp cho, xin thành thật cảm ơn. Trưởng Ban trả lời, câu hỏi này không thuộc phạm vi thiền tông học. Đáng lẽ ra, chúng tôi không trả lời, nhưng vì thầy quá tha thiết, cũng để quý vị có mặt tại đây hiểu thêm, chúng tôi xin trả lời như sau. Con người có mặt trên thế giới này là do nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp, do đó, ai có mặt nơi thế giới này phải biết các nguyên lý như dưới đây thì mới bớt phần đau khổ. 1. Mình phải tuân theo luật nhân quả mà mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp đến nay. 2. Nếu biết mình bị nhân quả xấu, trước phải tìm hiểu cho thật kỹ luật nhân quả để chuyển hướng nó, không đi theo đường mê tối nữa. 3. Phải dùng cái đầu khoa học thực tế để sống. Sống này có 2 phần, cho phần tinh thần, cho phần thể xác. Nếu biết và làm như trên thì tự nhiên sẽ có chuyển biến tốt. Còn trái lại, tu theo đạo Phật mà không theo lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn phần xấu sẽ đến với mình. 1. Sao phải tuân theo nhân quả? Vì nhân quả là nguyên lý cố định nơi thế giới này. Tôi đưa ví dụ như sau, thầy sẽ hiểu. Thầy vay người khác 1 đồng thì phải trả 1 đồng. Còn thầy viện cách này, cách nọ mà không trả, tức khắc hoặc thời gian sau, người cho vay sẽ có phản ứng, thì những hậu quả sau này người vay phải lĩnh đủ. 2. Nếu biết mình bị nhân quả xấu giống như người ở thế gian này, biết mình đang đi trên đường gồ ghề thì mình phải lựa chỗ mà đi, chớ biết đường xấu mà còn đi ẩu nữa thì tai nạn sẽ đến thôi. 3. Người sống nơi thế giới vật lý âm dương này, muốn làm bất cứ việc gì cũng phải dùng cái đầu khoa học để làm, có nghĩa là phải kiểm chứng cho thật kỹ càng, chứ đừng đụng đâu làm đó, coi chừng cả đời làm chuyện uổng công phí sức, rồi bỏ đi thật là uổng. Về tinh thần, người tu theo đạo Phật phải học cho thật nhiều,
những lời cao sâu của Đức Phật dạy rồi mới tu. Người không biết ý cao sâu của đạo, nói vài tiếng rồi nhào vô tu, hãy coi chừng lạc vào tà đạo lúc nào mà mình không hay biết. Khi bị tà đạo vào trong tâm rồi, ai nói gì cũng không nghe. Vì sao vậy? Vì đầu óc con người cấu tạo bằng vật lý trần gian này, do bị lực hút của âm dương, âm thì quá mạnh, còn dương thì lại quá yếu. Do đó, những chuyện gì gợi đúng lòng tham hay sợ sệt của chính mình, thì mình nhào vô liền. Đây là cái ngu dại của con người. Khi tâm người nào bị những thứ tà bậy đó dính vào rồi, khó mà gỡ ra được. Do đó, sư phụ thầy đã bị các thứ tà bậy dính vào, thì nói gì cũng không nghe, trái lại còn chỉ mắng thầy là phải. Tại sao có chuyện thầy nói pháp chân thật của Đức Phật dạy mà sư phụ thầy không nghe? Trường hợp thầy giống như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất ngày xưa. Ban đầu, Đức Phật dạy, Ngài Xá Lợi Phất tu theo pháp môn quán tưởng để đạt được 4 quả vị thánh theo thanh văn. Khi gần lìa thế gian này, Đức Phật dạy pháp môn tối thượng thừa thiền, tức pháp môn thanh tịnh thiền, để đưa Ngài Xá Lợi Phất vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, cũng gọi về với Phật giới. Ngài Xá Lợi Phất nghi Đức Phật bị ma ám. Thầy thấy đó, Đức Thế Tôn mà còn bị Ngài Xá Lợi Phất nghi như vậy, thầy có phước đức bao nhiêu mà muốn dạy lại sư phụ mình. Thầy muốn giúp sư phụ mình nhận ra chánh pháp của Như Lai dạy, hãy học theo gương của Thiền Sư Thần Tán. Tôi xin kể chuyện Thiền Sư Thần Tán trả ơn cho sư phụ mình như sau. Khi Thiền Sư Thần Tán giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông, nơi Thiền Sư bá trưởng, Ngài về chùa cũ, cũng hầu hạ và phục vụ sư phụ mình bình thường, không tỏ vẻ gì mình là người ngộ đạo thiền cả. Sư phụ Thiền Sư Thần Tán hỏi, bấy lâu nay, ngươi lìa ta đi học đạo về có được gì không? Thiền Sư Thần Tán thưa, bạch sư phụ, khi xưa con đi tay không, hôm nay con về cũng tay không. Một hôm, sư phụ sai ngài đi nấu nước để tắm, ngài phục vụ như trước. Khi kỳ lưng sư phụ, ngài Thần Tán vỗ vào lưng của sư phụ mình và nói, điện Phật đẹp mà không có Phật. Sư phụ Thiền Sư Thần Tán quay lại nhìn ngài, ngài Thần Tán liền nói câu thứ hai, tuy Phật đất mà hay phóng quang. Thiền Sư Thần Tán nói như vậy mà sư phụ mình không biết. Mấy ngày sau, sư phụ Thiền Sư Thần Tán ngồi bên cửa sổ có dán giấy trắng chắn gió để ngăn lạnh mùa đông, xem kinh, có con ong trong chùa định chui qua cửa sổ để ra ngoài. Con ong cứ vo ve bay chui vào giấy trắng hoài mà không ra được. Thiền Sư Thần Tán đi ngang thấy con ong chui vô cửa sổ như vậy, ngài liền làm bài thơ để độ sư phụ mình. Ngài liền xuất khẩu thành bài thơ như sau. Này con ong, ngu gì mà ngu như vậy? Cửa thanh thang không chịu chui ra, cứ vùi đầu vào giấy cũ, trăm năm cứ cắm đầu vùi, vùi như vậy biết năm nào phùng. Sư phụ nghe ngài nói như vậy liền bỏ quyển kinh xuống bàn nói, ta cho ngươi đi các nơi học đạo, nay ngươi về đây nói xỏ nói xiên để chửi ta đó hở? Thiền Sư Thần Tán lễ phép thưa trình với sư phụ mình, bạch sư phụ, nhờ ơn của sư phụ cho con đi học đạo thiền các nơi. Con đến học đạo với tiên sư bá trưởng, nay con đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông mà Như Lai đã dạy cho chúng sinh ở cõi ta bà này. Hôm nay về đây, con muốn đền đáp công ơn của sư phụ mà không biết phải làm sao, nên con mượn hình ảnh của con ong chui qua cửa sổ để đáp đền ơn đức của Đức Từ Bi. Nghe Thiền Sư Thần Tán trình thưa như vậy, sư phụ ngài liền triệu tập tất cả các đệ tử mình lại và yêu cầu Thiền Sư Thần Tán dạy chỗ chân thật của Thiền Tông mà Đức Phật đã dạy nơi thế giới này. Thiền Sư Thần Tán nói, Thiền Tông chẳng kiếm, chẳng tìm, chẳng quán, chẳng tưởng, nhận liền tánh nghe. Tánh nghe, tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, không ngồi, không đứng, không ưa niết bàn. Bỏ đi những chuyện thế gian, tánh thấy không thấy chỗ xưa Phật truyền. Lòng người bị đảo nên điên, chỉ cần thu dứt ở yên niết bàn. Thiền chi khổ não gian nan, dứt ngay tìm kiếm niết bàn nơi ta. Vừa nghe 12 câu kệ lục bát của đệ tử mình sướng, bất chợt sư phụ Thiền Sư Thần Tán giác ngộ yếu chỉ thiền tông, ngài tự nhiên rơi nước mắt và thốt lên, nhờ con mà hôm nay ta đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông, thật không uổng công ta cho con đi học đạo thiền. Hôm nay con đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông, tìm cách độ thầy, có lẽ phước báo của thầy đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nên hôm nay phước báo ấy đã tụ hội tại đây. Trước thầy cảm ơn 10 phương chư Phật, sau cảm ơn con đã biết cách khai thị cho thầy giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Sư phụ Thiền Sư Thần Tán vừa nói vừa khóc, lời chân thật ấy làm các đệ tử ngài ai ai cũng khóc theo. Trong số đó cũng có nhiều người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. B. Phần thể xác. Người tu theo nhà Phật bắt buộc phải hiểu nguyên lý vận hành của cơ thể con người bằng vật lý âm dương. Vì vậy khi người lớn tuổi, nếu là người nam thì dương bị suy, còn người nữ thì âm bị suy. Do đó phải biết ăn uống làm sao cho cơ thể được quân bình thì ít sinh ra bệnh tật, còn không biết thì bệnh tật sẽ phát sinh. Ví dụ,
người ăn chay thuần túy. Các món ăn phần nhiều là nghiêng về âm. Người ăn chay không biết nguyên lý này lúc nào cũng đưa vào cơ thể mình những món âm, có khi còn cực âm nữa thì bệnh tật làm sao tránh khỏi được. Tôi đưa ra ví dụ rõ ràng như sau. Các món cực âm là cà, dưa, giá, măng, nấm, chao. 6 món ăn này là căn bản của người ăn chay. Đã cực âm như vậy mà khi ăn bữa cơm chay rồi lại uống thêm ly nước đá xâm bổ lượng nữa thì làm sao cơ thể người tu chịu nổi. Vì vậy chúng ta thấy người ăn chay mà hay đau yếu là do không biết ăn quân bình âm dương vậy. Trưởng ban nói tiếp, thông thường người tu lớn tuổi họ có cái chấp như sau. Mình là sư phụ, sự hiểu biết của mình không ai bằng được. Những suy nghĩ hiểu biết của mình là hơn hết. Lỗ nhỏ phải quỳ lạy mình, vân vân. Vì các lý do nêu trên nên thầy không khi nào nói cho sư phụ mình nghe được. Chi bằng thầy phải dùng cái đầu khôn ngoan của mình để tìm cách làm sư phụ thầy thức tỉnh là hay hơn hết. Thầy Thích Chi Hiếu nghe trưởng ban giải thích một loạt, hết sức vui mừng và cảm ơn ông trưởng ban. Những người có mặt cũng được hưởng phần kiến thức cao sâu nhà Phật. 12. Anh Lâm Đức Cường sinh năm 1960, tại Lạng Sơn, cư ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội hỏi. Kính trưởng ban, nhờ đọc quyển sách của tác giả Nguyễn Nhân viết nên chúng tôi hiểu rất sâu về thiền học nhà Phật. Vì văn học nhà Phật rộng như biển, nhiều như lá cây trong rừng. Vì vậy, có một điều sau đây chúng tôi chưa hiểu, xin trưởng ban giải đáp cho, xin cảm ơn. Vì sao người nhận ra ý sâu màu của thiền tâm không thể nào nói cho người khác nghe được? Trưởng ban trả lời, người tu theo thiền tâm khi giác ngộ yếu chỉ thiền tâm rồi, không thể nào nói cho người khác nghe được là lý do như sau. Phần này, tôi phải đưa ra ví dụ như sau. Anh dễ hiểu hơn, như trong kinh Đức Phật có nói cốt truyện của năm anh mù sờ voi. Anh nào cũng cho sự sờ và biết của mình là đúng cả, đứng gần con voi cũng là anh mù nữa. Nhưng anh mù này không sờ con voi, vì anh biết là anh đã bị mù thì làm sao anh nói về con voi đúng được. Vì vậy, anh đi tìm vị thầy thuốc trị bệnh mù của anh cho hết bệnh, thì anh mới thấy toàn diện hình thể con voi. Khi anh đã hết mù mắt rồi, anh nhìn 5 người mù kia tranh cãi với nhau về con voi. Thử hỏi anh sáng mắt có nói gì được không? Anh Lâm Đức Cường đã hiểu tại sao người giác ngộ yếu chỉ thiền tông lại không nói được chỗ thấy và biết của pháp môn thiền tông này. Anh hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban. Anh lại hỏi thêm 2 câu. Câu 1, người đạt được bí mật thiền tông sau đó phải sống như thế nào? Câu 2, khi người sắp lìa thế giới này có cầu xin ai không? Trưởng ban trả lời, câu 1, người đạt được bí mật thiền tông phải thực hiện sống có 3 phần căn bản. 1. Hàng ngày làm việc gì cứ chăm chú việc làm ấy, không nghĩ ngợi việc khác. 2. Tâm hằng thanh tịnh. 3. Thấy ai muốn giải thoát tận tình giúp họ để tạo công đức, nên nhớ nói 1 hay 2 tiếng mà họ thích thì giúp, còn họ đưa kiến thức học hỏi của thế gian này nói thì tìm cách lánh xa. Câu 2. Đức Phật dạy, trong mỗi con người có 2 tánh, 1 tánh Phật là tánh thanh tịnh hằng thấy, nghe, nói, biết. 2 tánh người có đến 16 thứ. Con người sống trong thế giới loài người hay các cõi khác còn nằm trong tam giới. Mình sống ở đâu cũng bị luật nhân quả chi phối cả. Mình sống ở thế giới loài người, nếu có phước lớn thì giàu có, làm quan hay làm vua. Ví dụ, mình có phước lớn vãng sanh đến các cõi trời sinh sống, sống ở các cõi trời cũng do phước của mỗi người. Nếu ai có phước thật lớn thì được làm chúa cõi trời, khi hết phước cũng phải trở lại thế giới loài người sinh sống, để rồi tạo phước tiếp. Đức Phật có ví dụ như sau. Như ở thế gian này, mình làm tích lũy được một số tiền lớn đi du lịch, khi xài hết tiền phải trở về nhà. Còn phần cầu xin Đức Phật có dạy như sau, cầu xin ai trong tam giới này? Người nào cũng như người nấy, chỉ có khác nhau về nghiệp mà thôi. Người biết tu thiền tông rồi không cầu xin ai cả, mình hằng sống với tánh Phật của mình mà biết tạo công đức nữa là giải thoát. Mình sống với tánh người, biết tạo ra phước đức là được hưởng phước, tạo ra ác đức thì phải chịu sống cảnh xấu. Vì vậy, không cần cầu xin ai hết, mà chỉ cầu sống với tánh Phật của mình là tốt nhất. Anh Lâm Đức Cường xin hỏi thêm, thưa trưởng ban, thế giới hiện nay gần 7 tỷ người, nhưng không ai giống ai, sao có sự kỳ lạ này? Trưởng ban trả lời, Đức Phật dạy, loài người có sự sai biệt này là do tổng nghiệp của mỗi cá nhân, vì vậy không ai giống ai là vậy. Nghe trưởng ban trả lời quá rõ, nên anh Lâm Đức Cường xin hỏi tiếp, xin trưởng ban thêm một ý nữa, tu theo thiền tông, muốn giải thoát dễ, cớ sao ít người chịu tu? Trưởng ban trả lời, phần này tôi xin lấy câu hỏi của ông cư sĩ Lễ Hành Nguyên hỏi Đức Phật. Như Lai trả lời như sau, ở thế giới này, người muốn tu giải thoát mà không thực hiện được có 5 nguyên nhân như sau. 1. Kiếp trước, họ lường gạt người khác, kiếp này phải trả lại, nên họ muốn tu giải thoát không tu được. 2. Tự nguyện làm con và làm tớ cho người khác, đã tự nguyện rồi thì phải giữ lời,
muốn tu giải thoát không tu được. 3. Mãi đi tìm kiếm những chuyện linh thiêng nên không muốn tu giải thoát. 4. Còn ham của cải nơi thế giới này không tu giải thoát được. 5. Thích tôn sùng người khác nên không tu giải thoát được. Anh Lâm Đức Cường được thông hết những câu hỏi của mình, hết sức cảm ơn trưởng ban. 13. Ông không nêu tên tuổi hỏi. Tôi là người lãnh đạo người khác. Gần 10 năm nay tôi có nghiên cứu đạo Phật. Căn bản đạo Phật có 5 pháp môn tu: tiểu thừa, dụ công, quán tưởng, ở các nước Nam Á và miền Tây Việt Nam tu nhiều nhất. Trung thừa, nghe nói chưa rõ ở nước nào tu. Đại thừa, ở các nước Đông Bắc Á và Việt Nam. Tôi có đến nhiều chùa lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam hỏi pháp môn tu này, không ai trả lời cho tôi thỏa mãn được. Tịnh độ, chỉ có Việt Nam tu, không thuận với khoa học. Mật chú, gốc ở Tây Tạng, nói về thành quả của pháp môn này, sau cùng người tu là để được thành thần. Vì sao vậy? Vì người tu theo pháp môn mật chú có 3 thành quả. Một là đi trị bệnh, hai là có thần thông để khoe với người khác. Đặc biệt, pháp môn mật chú này có bài chú bùa, có bài chú bùa lòng từ. Nếu ai niệm chú mà niệm đúng giọng rồi, bùa lòng từ của mình ra, thì người đứng kế bên nghe rất thanh thản và hạnh phúc. Các đệ tử của tôi cũng theo tu pháp môn này nhiều nhất. Thiền Tông, trên 30 năm trước, có vị thầy ở Đồng Nai dạy pháp môn này. Tôi cũng có đến tìm hiểu. Thầy ấy dạy, tu Thiền Tông là bỏ vọng tưởng không theo. Tôi cũng tò mò và thực hiện trên 10 năm mà không có kết quả gì. Cách đây 1 năm tôi có xem trên mạng Google, thấy tác giả Nguyễn Nhân giới thiệu pháp môn Thiền Tông này. Tôi xin vào để hỏi trưởng ban 2 ý như sau. 1. Đạo Thánh. Người tu theo đạo này là tự nguyện làm con vị Thánh ấy. Ngài dạy bảo gì cũng phải nghe, không được cãi lại, khi chết được về nước của Ngài ở. 2. Đạo Thần. Người tu cũng tự nguyện làm con của vị này khi còn sống được hưởng lộc của những người cúng. 3. Đạo Phật. Tự nguyện làm con của Phật khi còn sống, ăn của người cúng dâng, khi chết người về nước của Phật ở, khi chết được về nước của Phật ở. 3 đạo nói trên, đạo nào cũng có nơi có chốn cả. Còn đạo Thiền Tông, chết rồi sẽ đi về đâu? Triết học Tây Phương và triết học Đông Phương có câu, làm người phải sử dụng cái đầu khôn ngoan của mình để tin những gì xảy ra nơi thế giới này. Nếu mình tin mà không biết rõ mình là một người ngu, vậy trưởng ban dạy pháp môn Thiền Tông này có được xếp vào lời dạy của những nhà hiền triết nói không? Câu hỏi của vị không tên này chúng tôi nghe quá nhức đầu, không biết vị trưởng ban trả lời như thế nào, xin quý vị nghe. Trưởng ban trả lời, thầy đưa ra mấy câu hỏi như muốn khóa miệng của tôi. Tuy nhiên, chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có 3 câu ghi nơi chánh điện Thiền Tông. Câu 1, tu theo Thiền Tông cốt để thành Phật. Câu 2, chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ chỉ rõ đường cho bất cứ ai muốn giải thoát. Câu 3, Đức Phật dạy, người chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê hay phá pháp môn Thiền Tông. Trên đây là 3 câu khẳng định cũng là cương lĩnh của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thầy là người có học thức cao và có địa vị trong xã hội. Câu hỏi của thầy, người bình thường gọi là khó, chứ sự thật xét về việc luân chuyển trong vật lý thì câu hỏi của thầy còn nông cạn lắm. Vì sao tôi nói như vậy? Vì thầy là lãnh đạo người khác, việc làm của thầy mà thầy còn không biết chật. Vậy tôi hỏi thầy chỉ một câu như sau, coi thầy trả lời như thế nào. Tôi chỉ hỏi địa vị của thầy. Vậy đạo của thầy đang theo, thầy có biết kết quả sau cùng như thế nào không? Thầy không tên không dám trả lời liền, suy nghĩ một hồi lâu mà cũng không nói được. Vì sao vậy? Vì trước đây thầy đã nói, người trí phải rõ thông những gì mà mình làm. Việc mình làm mà không rõ thông là người ngu. Vì câu nói của thầy đã khẳng định như vậy, nên sợ trưởng ban gài mình vào câu này, nên thầy không dám trả lời. Trưởng ban thấy thầy không tên lâu quá mà không trả lời, trưởng ban nói qua chuyện khác để thầy không tên bớt phần khó chịu. Trưởng ban nói, thôi tôi bỏ qua chuyện này đi, tôi xin trả lời câu hỏi của thầy về tu Thiền Tông, coi có giống những thầy mà trước đây thầy hỏi không. Trưởng ban liền đọc 16 câu kệ của Đức Phật dạy tu Thiền Tông. Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm, chẳng quán chẳng tưởng, nhận liền tánh nghe. Tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, không ngồi không đứng không ưa niết bàn. Chỉ cần bỏ chuyện thế gian, tánh thấy không thấy chỗ xưa Phật truyền. Lòng người bị đảo nên điên, chỉ cần thôi dứt ở yên niết bàn. Thiền chi khổ não gian nan, dứt ngay tìm kiếm niết bàn ở ta. Thầy không tên vừa nghe trưởng ban đọc đến câu thứ 8, ông tự nhiên chết đứng. Trưởng ban biết nên đứng dậy đến trước ông. Trưởng ban đọc hết 16 câu mà ông vẫn chưa sống bình thường lại. Ông vừa sống bình thường lại liền sụp xuống lệ trưởng ban. Trưởng ban liền đưa tay đỡ đầu ông và nói, thầy đừng làm như vậy, tôi không gánh nổi đâu. Đức Phật dạy, ở thế gian này không ai lệ ai cả. Vì sao? Vì ai cũng có Phật tánh như nhau mà lệ nhau làm gì? Người nào chấp nhận cho người khác lệ mình là tự mình gánh họa vào thân.
Tuy nhiên, Đức Phật có dạy lại như sau: trên đời này chỉ có Đức Phật mới dám nhận cái lệ của các ông, nhưng các ông phải hiểu hai điều như sau. Người nào nghe Như Lai dạy giải thoát mà các ông thật sự nhận được thì Như Lai mới nhận. Để chi vậy? Để các ông được công đức. Còn các ông không được giải thoát mà lệ Như Lai là các ông mù quáng. Chỉ vì các ông nghe danh một vị Phật mà lệ, đồng nghĩa các ông phỉ báng Như Lai vậy. Thầy Không Tên nói với trưởng ban như sau: tự nhiên trong tâm đang có thơ chảy ra, vậy trưởng ban cho phép tôi đọc các câu thơ này, xin trưởng ban kiểm chứng. Trưởng ban liền bảo ông đọc. Ông liền đọc bài thơ 32 câu như sau: lạy Phật phải rõ thế ư, lạy Phật không rõ y như người mù, lạy Phật không biết lối tu, bị ngài của trách kẻ ngu lạy hoài. Lạy Phật phải hiểu lời ngài, tu gì giải thoát tu gì trầm luân, Thích Ca dạy tu chỉ dừng, nếu ta biết dừng luân hồi dừng theo. Không cần lội suối qua đèo, chỉ cần thanh tịnh không theo thế trần. Từ sanh là của dương trần, luân hồi cứ kệ không cần quan tâm. Chỉ cần thanh tịnh trong lòng, sống với Phật tánh không cần cầu ai. Cầu ai trong cõi trần ai, ai cũng dính mắc cầu ai bây giờ. Đến đây chỉ hỏi bâng quơ mà được giải thoát qua bờ tử sinh. Trưởng ban giải thích rõ ràng, hai câu vấn đáp tử sinh mất liền. Thiền tông tân diệu linh thiêng không cần cầu khẩn, nhận liền tánh chân. Tánh chân không thua không hơn, không tranh không cãi, tánh chân hiện liền. Tôi nay đã hết đảo điên, cũng nhờ bạn quý chỉ riêng chùa này. Hiện nay tôi sống bên Tây, tu theo đạo khẩn, loay hoay lại hoài. Sáng trưa chiều tối khẩn hoài, cầu xin mọi cổ mệt nhoài tấm thân. Thiền tông tân diệu không cần, chỉ cần thanh tịnh bỏ xong làm người. Khi ông đọc xong bài kệ 32 câu, trưởng ban nói với ông tiếp xúc với tôi chưa đầy nửa tiếng mà ông đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và đạt luôn bí mật thiền tông. Theo quy định của Như Lai, vị nào đến viếng chùa hỏi đạo mà đạt được hai phần nói trên phải cấp giấy chứng nhận và truyền thiền cho người đó. Vì vậy, nếu thầy muốn thì hãy đưa tên tuổi và địa chỉ, chúng tôi sẽ làm thủ tục và đúng một tuần sau sẽ hành lễ truyền thiền cho. Thế là một tuần sau, thầy Không Tên được truyền bí mật thiền tông. Chúng tôi là người sưu tầm và viết lại đăng vào sách nên giữ đúng lời yêu cầu này. 14. Ông Phan Văn Quân sinh năm 1953, tại Biên Hòa cư ngụ tại đây hỏi hai ý về âm dương. 1. Trong các kinh của Đức Phật dạy, tôi không thấy kinh nào đề cập đến âm dương, sao thiền tông lại nói đến nhiều? 2. Xin đưa ví dụ cụ thể. Trưởng ban quản trị chùa trả lời. Câu 1. Căn bản của Đức Phật dạy có 4 phần chính: cuốn hút của âm dương, luân hồi, giác ngộ, giải thoát. Câu 2. Chúng tôi xin đưa ra ví dụ cụ thể. Ngày xưa ở một vùng nọ, có hai nhóm người tranh cãi về hai thuyết. Nhóm 1, họ bảo là loài người và vạn vật sinh ra là do sức hút của vật lý âm dương sinh ra, chứ không có nguyên do gì khác. Nhóm 2, họ bảo loài người và vạn vật sinh ra là do ông trời sinh ra. Hai nhóm người này tranh cãi với nhau kịch liệt. Nhóm thứ nhất đối lý hơn nhóm thứ hai, nên nhóm thứ nhất có đánh cá với nhóm thứ hai như sau. Chúng tôi không cãi lại quý ông về thuyết trời sinh ra vạn vật và loài người. Nếu thuyết trời sinh ra là đúng, các ông có dám đánh cá với chúng tôi không? Tất cả những người đại diện cho thuyết trời sinh ra đồng thanh là dám đánh cá. Thế là một cuộc đánh cá được thiết lập ra. Những người chủ trương loài người và vạn vật là do vật lý âm dương sinh ra nói với những người chủ trương thuyết trời sinh ra như sau: các ông bảo không phải là do sức hút của vật lý âm dương, các ông có chắc chắn như vậy không? Các vị chủ trương thuyết trời sinh ra quả quyết chắc chắn. Nên nhóm người chủ trương thuyết sức hút của vật lý âm dương nói: nếu thuyết trời sinh không đứng vững thì các ông đánh cá gì với chúng tôi? Những người chủ trương thuyết trời sinh ra nói: nếu thuyết trời sinh ra của chúng tôi thua thì các ông muốn làm gì chúng tôi cũng được. Những người chủ trương thuyết sức hút vật lý âm dương nói: chúng tôi không bắt các ông làm gì hết, mà chỉ làm có một việc đơn giản thôi. Người nào là đại diện phải vác cây bốn cạnh đi khắp thành phố và nói: thuyết trời sinh của chúng tôi đã bị thua. Các người chủ trương thuyết sức hút vật lý âm dương đưa ra điều kiện như sau: các ông hãy tìm đủ 100 đôi nam nữ, dạy họ là phải sống chung với nhau mà không cho sức hút của vật lý âm dương hút với nhau. Nếu một năm sống chung như vậy, đôi nam nữ sống chung đó không giao hợp với nhau là các ông đúng. Còn nếu họ giao hợp và sinh con là thuyết các ông sai. Những người chủ trương thuyết sức hút vật lý âm dương nói tiếp: chúng tôi sẽ cất đủ 100 ngôi nhà cho mỗi đôi nam nữ của các ông tuyển chọn sống chung với nhau. Sau một năm mà 100 đôi nam nữ này được đưa ra ngoài, nếu họ không có sinh con là thuyết các ông đúng, còn họ có giao hợp và sinh con là thuyết của các ông sai. Các ông có dám đánh cá này không? Nhóm người chủ trương thuyết trời sinh bị đưa vào thế kẹt vì danh dự nên phải đánh cá cược này. Thế là một năm sau, 100 đôi nam nữ này được đưa ra ngoài, người nào cũng có một hoặc hai con cả. Vì vậy,
người là đại diện bên Tuyết Trời Sinh phải kéo tấm bảng đi khắp thành phố vì quá xấu hổ nên 3 ngày sau ông bị chết. Những lời phản bác của những vị đọc sách. Một ông Nguyễn Văn Thới, sinh năm 1949 tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ tại thành phố Houghton, Texas, Hoa Kỳ. Ông có lời phản bác như sau. Từ xưa đến nay, ai ai cũng biết tạo hóa sinh ra loài người và vạn vật. Sao chủ trương đạo Phật bác bỏ học thuyết ấy? Trưởng ban trả lời, câu hỏi như thế rất phải. Tuy là một câu hỏi đơn giản, nhưng không thể trả lời ngắn gọn được, mà phải dẫn chứng và chứng minh thì cụ mới hiểu được. Sở dĩ chúng tôi phải nói như vậy là vì những lời giải thích này là chỉ rõ chỗ chân thật của nhà thiền Phật giáo. Chúng tôi xin dẫn chứng nguồn gốc của sự sống nơi địa cầu là nói hẹp, còn nói rộng một tí là trong một tam giới, còn nói mênh mông là khắp trong càn khôn vũ trụ này. Theo văn hóa cổ của người Trung Hoa và Việt Nam, sự việc ấy như sau. Khi loài người chưa văn minh, tức còn an trú trong hang đá hay dưới những cây to, con cháu họ hỏi, thưa cha hoặc thưa ông, biển, sông, núi, rừng và vạn vật này do đâu mà có? Cha hoặc ông các trẻ thơ trả lời, do trời sinh đó con. Vì sao họ trả lời như vậy? Vì họ cũng không biết nên đành trả lời cho con, cho cháu họ như vậy để qua cho rồi. Chứ nói thế này thế kia, lũ trẻ lại hỏi nữa thì làm sao họ biết đâu mà trả lời. Cũng vì lý do đó, sau này trở thành thói quen nên người không học thức, họ tin chắc chắn là do ông trời sinh. Cái biết bình dân này được các tôn giáo đem ra áp dụng cho tín đồ mình, lâu ngày rồi thành thói quen, cố định, đặc biệt các cụ già chấp nhặt và ra lệnh cho con cháu nghe theo, nếu không nghe theo các cụ la dầy. Do đó con cháu phải tuân nghe, không dám dùng cái đầu khoa học để tìm hiểu. Học lý này cách đây 2580 năm, ở bên nước Trung Quốc có vị học vấn uyên thâm tên là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, danh hiệu là Lão Tử. Ngài đưa ra thuyết về vũ trụ và vạn vật đều là do âm dương sinh ra, chứ không phải là trời sinh. Sau Ngài Lão Tử, tức cách đây 2554 năm, tính năm nay là 2010, có Ngài Thái Tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn nước Ca Tỳ La Vệ, nay thuộc nước Ấn Độ, tu thanh tịnh thiền chứng được tam minh lục thông. Nên Ngài thấy và biết thật rõ ràng và tường tận từ các loài người và các loài khác, cũng như tất cả các vạn vật trên trái đất này là do các căn bản sau đây. Xin nói rõ, sau đây là do con người bằng thịt, bằng xương, tu thanh tịnh thiền được thấy và biết thật rõ ràng, chứ không phải lý thuyết hay học thuyết. Trong thân thể con người hoặc các loài động vật và cả thực vật nữa, loài nào cũng có cái tánh cả. Thái tử Tất Đạt Đa thấy và biết rất rõ ngày dạy như sau. Về vũ trụ, trong vũ trụ nhỏ nhất là tam giới, một tam giới được cấu tạo như sau. Một hành tinh lửa mặt trời ở trung tâm xoay ấm cho 45 hành tinh xung quanh. Vòng 1 có 6 hành tinh gồm hành tinh chúng ta đang sống, Ngài gọi là Nam Diêm Phù Đề. Vì sao Ngài gọi như vậy? Vì nó nằm ở phía nam của mặt trời, chúng ta gọi là địa cầu. Vì sao chúng ta gọi là địa cầu? Vì nó cấu tạo bằng đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. Còn 5 hành tinh khác cũng giống y như địa cầu của chúng ta đang sinh sống, gồm Đông Thắng Thần Châu nằm phía đông mặt trời, Tây Ngưu Hóa Châu nằm phía tây mặt trời, Bắc Cô Lôi Châu nằm phía bắc mặt trời, Thượng Tu Di Châu nằm phía trên mặt trời, Hạ Diêm Quang Châu nằm phía dưới mặt trời. Trên đây là 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương. Còn 39 hành tinh nữa chúng tôi không thể nói cho ông biết. Vì sao vậy? Vì đây là tuyệt mật của Phật giáo. Ông Nguyễn Văn Thới liền hỏi, vì sao thầy không công bố ra? Trưởng ban trả lời, vì sách của tác giả Nguyễn Nhân viết ra, có nhiều người in ấn lại để bán, ai làm như vậy bị họa vào thân. Vì chỗ họa đó, nếu chúng tôi nói ra rõ hết, thì người in ra bán sẽ bị họa nặng hơn. Chúng tôi chỉ nói đại cương cho ông hiểu căn bản thôi. Trong tam giới là sống theo quy luật luân hồi, tôi xin nói sơ lược như sau. Cõi trời có 33 cõi, cõi thần có vô số loài, cõi người có vô số loài, cõi ngạ quỷ, quỷ đói có vô số loài, cõi súc sinh có vô số loài, địa ngục có 18 tầng, loài nào cũng có tánh riêng của loài đó như cõi trời sống bằng tánh trời, cõi thần sống bằng tánh thần, cõi người sống bằng tánh người, cõi súc sinh sống bằng tánh thú, cõi địa ngục sống bằng tánh ngục, còn điều khiển một cá thể thì tánh trời điều khiển thân trời, tánh thần điều khiển thân thần, tánh người điều khiển thân người, tánh thú điều khiển thân thú, tánh quỷ điều khiển thân ngạ quỷ, tánh ngục điều khiển thân ngục. Tánh của loài nào tự lo cho thân của loài đó, không thể lo cho loài khác được. Vì sao vậy? Vì ở trong tam giới này, ai cũng bị mang biệt nghiệp của mình cả.
Mình lo cho mình còn không xong mà lo cho ai được bây giờ. Sở dĩ hiện nay có nhiều người nói có ông này bà kia giúp được mình, vì người nói đó họ thấy mình ngu khờ nên họ bịa ra như vậy để nhiều người đến cúng tiền. Nhưng ông bà đó đâu có xài tiền mà chính ông bịa ra đó xài. Ông Nguyễn Văn Thới nghe trưởng ban dẫn giải có chứng cứ nên ông nói: bấy lâu nay tôi cố chấp cho là có đấng nào đó đã tạo ra vạn vật và loài người. Hôm nay nghe trưởng ban trình bày thật là thuận lý, tôi xin tâm phục khẩu phục. Những lời mà trưởng ban đưa ra xin chân thành cảm ơn. Hai, ông Ngô Đức Cường sinh năm 1939 tại Long Khánh, Đồng Nai, cư ngụ tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ, có lời phản bác như sau. Đây là câu người xưa đã dạy, cũng như ông bà cha mẹ chúng tôi thường lập đi lập lại mà chúng tôi đã nằm lòng. Thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc, có nghĩa là trời sinh ra con người, người nào cũng có lộc cả. Sao đạo Phật lại không chấp nhận là ông trời sinh ra loài người? Chẳng lẽ lộc trời ban mà từ người già hay người trẻ ai cũng biết, câu này bị sai sao? Trưởng ban trả lời: Đức Phật dạy, người sống nơi thế giới này ai cũng phải chịu luật tự nhiên của nhân quả cả. Không ai đem phúc của mình cho người khác được, cũng như không ai đem họa của mình mà gửi cho người kia. Đức Phật dạy, luật nhân quả công bằng và tuyệt đối. Ví dụ, nếu có ông trời nào đó nói là họ tạo ra loài người, thì ông trời đó phải thật công bằng chứ. Ông có công nhận điều này không? Ông Ngô Đức Cường trả lời, tôi tin. Trưởng ban nói, như ông có 5 người con, khi chia gia tài, ông phải chia đồng đều phải không? Ông Ngô Đức Cường trả lời là phải. Trưởng ban lại nói tiếp, nếu ông trời là ông sinh ra loài người, thì ông phải công bằng, cớ sao có người quá thông minh, có người lại quá đần độn, có người hung dữ, có người hiền lương, người thì cổ ăn không hết, người tìm không ra. Xét theo thực tế, ông trời nào đó bảo ông sinh ra loài người là không phải. Trên đây là nói lý lẽ của người thế gian, còn tìm hiểu theo lời Đức Phật dạy, trong thái dương hệ này có 33 cõi trời, chúng tôi không thấy có ông trời nào làm chuyện sinh ra loài người cả. Chỉ thấy trong phim ảnh của người Trung Hoa có nói đến cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng cõi trời này họ tham sân si hơn loài người nữa, thì làm sao họ có khả năng sinh ra loài người được? Đức Phật dạy, sở dĩ có thuyết trời sinh là vì thời loài người chưa văn minh, người ta dùng thuyết này để làm chuẩn mực cho mọi người sống trong khuôn phép với nhau, chứ trong nhân quả không có chuyện này. Chuyện trời sinh, ông đem nói với các nhà trí thức hay các nhà khoa học, họ sẽ cười cho. Nhưng chuyện trời sinh này, ông đem nói chuyện với người không học vấn hoặc với những người ở miền sơn cước thì họ chấp nhận. Lý giải của trưởng ban hết sức thực tế và khoa học, làm ông Ngô Đức Cường không cách nào phản bác lời dạy của Đức Phật được. Trong tam giới này, không có ông trời nào sinh ra loài người cả, mà nói theo khoa học do vật lý trong vũ trụ này hình thành. Còn nói theo Đức Phật dạy là do kết dính của nhân duyên nên sinh ra vạn vật gọi là nhân quả, bởi lực sức hút của âm dương mới sinh ra thiên hình vạn trạng. Ông Ngô Đức Cường hết sức hổ thẹn và nói, từ thuở bé đến nay tôi tin tưởng loài người là do ông trời sinh. Hôm nay nghe trưởng ban giải thích làm cho tôi bừng hiểu những gì mà tôi tin không đúng. Ông nói thêm, chúng tôi định đưa ra một câu phản bác nhẹ nhàng sẽ khóa miệng trưởng ban. Không ngờ tôi bị trưởng ban khóa miệng tôi lại. Ông thành thật xin lỗi trưởng ban. 3. Thầy Thích NC, sinh năm 1954 tại Gia Định, cư ngụ tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, có công kích trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu như sau. Thầy tôi là Thích Ba Chấm, đã tu trên 80 năm mà chưa dám nói giúp người khác giải thoát. Thầy là gì mà dám đứng ra dạy người khác giải thoát? Trưởng ban nghe thầy Thích NC nói như vậy trả lời như sau. Kính thưa thầy Thích NC, ngôi chùa Tân Diệu này là do Thiền Sư Ni Đức Thảo xây dựng nên. Ngôi chùa này có 3 điểm đặc biệt. 1. Bảng hiệu chùa ghi pháp môn tu là Thiền Tông. 2. Chánh điện chùa ghi là Chánh điện Thiền Tông. Dám để tu theo pháp môn Thiền Tông cốt để thành Phật. Hai bên cột chánh điện có 2 câu rõ ràng. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ chỉ rõ đường cho mọi người muốn giải thoát. Đức Phật dạy, người chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê hay phá pháp môn Thiền Tông. 3. Điện tổ ghi, điện tổ Thiền Tông. Trong cả nước không chùa nào dám nêu như vậy, vì bao nguyên do đặc biệt nêu trên, nên chùa Thiền Tông Tân Diệu này có 2 dạng người đến. 1. Hỏi để biết cốt tủy của Đức Phật dạy. 2. Hỏi để đốn ngã người quản trị chùa này. Tôi hiện là trưởng ban quản trị chùa này, nhiệm kỳ 2005-2009. Tôi muốn đứng vững là một người đảm trách chùa đặc biệt này, nên tôi bắt buộc phải sưu tầm tìm hiểu thật rõ ràng những gì mà Đức Phật dạy giác ngộ và giải thoát,
để giải đáp cho khách thập phương đến chùa đả phá hoặc hỏi để tu. May mắn tôi đã được thiền sư Ni Đức Thảo là vị khai lập chùa này dạy cho tôi những lời căn bản mà Đức Thế Tôn dạy giác ngộ và giải thoát. Vì vậy tôi có bổn phận nói lại cho ai muốn tìm hiểu. Còn những vị đến công kích pháp môn thiền tâm học này, tôi cũng phải có bổn phận giải thích để họ hiểu. Tôi xin khẳng định với thầy, đây là pháp môn tuyệt cao của Đức Phật dạy, giúp cho ai muốn giải thoát, chứ trên đời này không có pháp môn nào giải thoát được. Thầy bảo chúng tôi dạy người khác giải thoát là sai. Vì sao sai? Vì tôi là người đứng ra giải thích những thắc mắc về lời dạy của Đức Phật do thiền sư Ni Đức Thảo dạy lại tôi, chứ tôi đâu có dám dạy ai giải thoát đâu. Những vị dạy người khác giải thoát là những bậc hòa thượng cao tăng mới có đủ tư cách dạy cho người khác giải thoát. Thầy Thích NK nghe trưởng ban giải thích rõ ràng như vậy nên nói với trưởng ban: tôi xin lỗi trưởng ban về lời nói của tôi. Người yêu cầu nêu bài kệ ngộ thiền vào sách. Người yêu cầu nêu bài kệ ngộ thiền vào sách. Giáo sư tiến sĩ Lê Anh Quân sinh năm 1933 tại Huế, cư ngụ tại số 2319 Overland Road, Boss 83705 USA. Khi ông lên thiền tông Phật Đài tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, bất giác ông giác ngộ yếu chỉ thiền tông, nên có yêu cầu chúng tôi nêu bài thơ của ông vào quyển sách này. Ông có đặt mua 100 quyển để đem về Mỹ biếu bạn bè. Vì ông quá thiết tha nên chúng tôi đồng ý. Bài thơ 32 câu của ông như sau: muôn đời ngàn kiếp tìm cầu, linh sơn tuyệt đỉnh nhiệm màu mới hay. Hoa liên diệu pháp nở bầy, linh sơn phát sáng rõ hay ánh thiền. Triệu đời tỷ kiếp ngủ yên, đi trong lục đạo muôn miền khó khăn. Đến nơi hội thượng nhận rằng, vi diệu Phật tánh thường hằng không sai. Thiền tông nơi đỉnh linh đài, 1, 2, 50 không ai sánh bằng. Liên hoa diệu pháp khó khăn, đại duyên đại phúc nhận rằng. Liên hoa diệu pháp khó khăn, đại duyên đại phúc nhận rằng hạt châu. Tu thiền mà quán hay cầu, chẳng khác tìm lửa trên đầu núi băng. Con nay đạt lý thường hằng, trở về nguồn cội nhớ rằng ơn cha. Lòng từ của Phật Thích Ca, 25 thế kỷ hiện ra ban ngày. Hôm nay tại tiểu linh đài, con xin nguyện mãi nhớ hoài không quên. Lòng thành kính bạch ơn trên, nguyện mong linh cảnh ở bên mọi người. Hoa liên diệu pháp tốt tươi, ai đạt lý đạo tươi cười như con. Dù cho biển cạn núi mòn, hư không có hoại lòng con vững bền. Nhờ Phật con đã đứng lên nhận ra chân tánh về bên Phật Đà. Tánh Phật con đã nhận ra, sống với Phật tánh con xa luân hồi. Đời con đại phúc Phật ôi, cảm ơn Đức Phật cứu đời của con. Giáo sư tiến sĩ Lê Anh Quân có nói với tôi, mỗi lần ông ngâm bài thơ này, ông khóc và khóc rất nhiều. Không biết đại phúc của ông có từ thuở nào mà hôm nay ông đến thiền tông Phật Đài, ông đã ngộ thiền. Vì vậy, thơ thiền từ trong tâm ông đã chảy ra rất dài, nhưng ông chỉ đưa cho chúng tôi có 32 câu và xin chúng tôi phổ biến nơi sách khai thị thiền tông để ai có duyên đọc sách mà có phước lớn sẽ ngộ thiền như ông. Vì lòng quá tha thiết nên chúng tôi xin nêu vào quyển sách này. Trước để thỏa lòng mong muốn của ông khi lên thiền tông Phật Đài, ông đã giác ngộ thiền tông. Sau những ai có duyên lớn đọc được thơ thiền của ông, mong cũng giác ngộ thiền tông như ông. Tuy giáo sư tiến sĩ Lê Anh Quân chỉ yêu cầu chúng tôi như vậy, theo quy định của Đức Phật nơi pháp môn thiền tông học này, vị nào ngộ được thiền tông mà có làm thơ hay kệ từ 12 câu trở lên, vị đó xem như đã đạt được bí mật thiền tông. Người có trách nhiệm phải cấp giấy chứng nhận và hành lễ truyền bí mật thiền tông cho họ. Nên đúng một tuần sau, chúng tôi tổ chức lễ truyền bí mật thiền tông cho vị giáo sư tiến sĩ Lê Anh Quân này.